Các anh chị ơi, mọi người cũng biết là em trai Trần Đức Đô này đã qua đời cách đây cũng một thời gian rồi, và gia đình cũng đã không có chấp nhận là em ấy thắt cổ, tại vì một người mà chuyên khám tử thi đó thì người ta mới nói như thế này: nếu như một người có cái dấu hiệu thắt cổ, thứ nhất là lưỡi phải lè ra, mắt phải trợn tròng, cái người đàn ông đó là phải xuất tinh và có phân lòi ra hậu môn, và trên cổ phải có cái vòng để mà chứng tỏ đó là cái dây cổ đó nó cuốn vào cổ đến chết. Nhưng cái em trai này đã tử vong và người ta nói đó là treo cổ mà không hề có những cái dấu hiệu đó. Và cái kết quả đưa ra sau mấy ngày tranh luận, bàn cãi đủ thứ hết, thì bên nhà nước đã khẳng định là em trai này mất do treo cổ chứ không có tác động gì ở bên ngoài, cũng chẳng có ai đánh, cũng chẳng có ai làm gì hết. Đó, thì đó là cái kết quả đã cho ra cách đây mấy ngày rồi. Thì mình cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên, một chút thất vọng. Nhưng ngày hôm nay thì mình lại thấy được một cái clip này và cũng nhiều trang mạng đã đưa lên. Thì mình cũng không biết là cái kết quả này có thật hay là không. Và mình nghe thì mình cảm thấy đó là quá sức là bức xúc cho cái em trai này cũng như là gia đình. Nhưng mà mình hỏi thật các anh chị là cái thông tin này có thật hay là không có thật nha. Cái này là tại vì anh chị chỉ có thấy ở trên các cái trang mạng họ đưa lên thôi, và mình cho các anh chị nghe lại từ đầu tới đuôi, nó vô cùng tò mò, vô cùng hấp dẫn, nhưng mà cái độ chính xác của nó như thế nào thì mình không biết nha. Cái này là mình hỏi tất cả anh chị và các bạn, nếu như mà ai biết được vấn đề này thì hãy cho mình xin một cái bình luận để cho mình biết được là cái thông tin này nó có thật hay là không nha. Nếu như nó có thật thì cái kết quả mà nhà nước đưa ra nói em này không có bị gì hết, không ai làm gì hết, cách đây mấy ngày đó em ấy tự thắt cổ, thì đó lại là một cái sự bưng bô bưng bít của chính quyền nữa rồi. Mình không có biết, mình cũng không có dám nói, nhưng mà đây là mình nói lại một lần nữa là cái thông tin này mình không biết nha. Mình chỉ nghe người ta nói và mình đưa cái thông tin này lại cho tất cả các anh chị nghe coi là có đúng hay không, mà có thật hay không thôi. Nghe mà đau lòng khủng khiếp luôn các anh chị. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các ý kiến trên cộng đồng mạng và cơ quan truyền thông báo chí phản đối quyết liệt tuyên bố sai với bản chất của vụ việc của Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1. Để làm sáng tỏ vụ việc này, Bộ Quốc phòng đã huy động 5 cơ quan tiến hành điều tra làm rõ, bao gồm Phòng điều tra hình sự quân khu 1, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục bảo vệ an ninh quân đội Bộ Quốc phòng, Viện pháp y quân đội và Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo các thông tin hồ sơ, binh nhì Trần Đức Đô viết đơn xung phong và lên đường nhập ngũ từ ngày 16 tháng 1 năm 2021. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, giữa tháng 5, Đô được chuyển về tiểu đoàn 4 đại đội 14 trường quân sự quân khu 1 đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tham gia huấn luyện đào tạo tiểu đội trưởng. Sau khi 5 cơ quan tiến hành điều tra và xác nhận lời khai ban đầu của đối tượng có liên quan tới vụ án cho biết, tại tiểu đoàn 4, Đại tá Nguyễn Xuân Luân là đội trưởng tiểu đoàn 4, thấy Đô rất giỏi võ thuật. Khi được hỏi mới biết thông tin ông nội Đô là đặc công nên từ nhỏ đã dạy cho Đô mọi võ thuật. Vì ảnh hưởng tư tưởng từ ông nội nên Đô rất thích trở thành chiến sĩ đặc công. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Trần Đức Đô viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Cho nên sau khi nhập ngũ, Đô đã khoe với bạn bè và người thân về mơ ước của mình sẽ trở thành chiến sĩ đặc công giống như ông nội. Sau khi Đại tá Nguyễn Xuân Luân, đội trưởng tiểu đoàn 4 biết Đô rất có năng lực để trở thành một đặc công giỏi. Ngoài vóc dáng cao to thì Đô còn rất thông minh. Vì ông nội của Đô đã truyền lại những kinh nghiệm của mình cho Đô nên thời gian đào tạo cho binh nhì Trần Đức Đô được rút ngắn hơn so với các quân nhân khác. Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa Đô và cháu ruột của Đại tá Nguyễn Xuân Luân hiện là tiểu đội trưởng trung sĩ Nguyễn Xuân Thà. Vào tối chủ nhật ngày 20 tháng 6, Đại tá Nguyễn Xuân Luân đã gọi cháu ruột của mình là tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà đến phòng riêng trên cơ quan để nói chuyện, yêu cầu Thà phải học hỏi binh nhì Trần Đức Đô nếu muốn trở thành một người chiến sĩ giỏi võ thuật, rút ngắn thời gian tập luyện. Vì Thà cũng muốn trở thành lính đặc công như Đô,
Chính vì thế mà mâu thuẫn bắt nguồn từ vấn đề này. Giữa một bên là chú ruột, là đội trưởng tiểu đoàn 4, đại tá Nguyễn Xuân Luân đã khen ngợi binh nhì Trần Đức Đô trước mặt Thà, trong khi Thà lại là cháu ruột, hiện đang là tiểu đội trưởng của Đô. Vì thế, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà thay vì học hỏi võ thuật và kinh nghiệm với binh nhì Trần Đức Đô để tiến bộ nhanh chóng trở thành lính đặc công thì lại đem lòng ganh ghét đố kỵ với Đô. Vào sáng thứ hai, ngày 21 tháng 6, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà trong lúc tập luyện ở thao trường đã đề nghị Đô thi đấu võ thuật với mình trong giờ giải lao. Thà đã tham gia nhập ngũ khoảng 2 năm nhưng luôn cậy có chú và bác ruột là đại tá Nguyễn Xuân Thìn, phòng tuyên huấn quân khu 1 và đại tá Nguyễn Xuân Luân là chỉ huy tiểu đoàn 4. Cả hai đại tá đều là em đằng ngoại của trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1. Vì có mối quan hệ ruột thịt này nên Thà ỷ lại, không chịu phấn đấu học hỏi, trong khi binh nhì Trần Đức Đô xuất thân từ một gia đình nông thôn, Đô thật thà chưa từng va chạm xã hội. Đô đơn giản chỉ nghĩ rằng cần cố gắng phấn đấu như ông nội của mình ngày xưa thì sẽ được cân nhắc đúng với năng lực. Do Đô không hiểu được sự phức tạp trong mối quan hệ trốn quan trường, vì thế khi thách đấu võ thuật với tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà, hai bên thi đấu với nhau một cách sòng phẳng. Trong khi binh nhì Trần Đức Đô được học võ từ ông nội từ nhỏ, mới đầu Đô chỉ phòng thủ nhưng thấy tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà ra những đòn hiểm ác, Đô nghĩ rằng cần phải đánh thực lực. Chỉ cần vài miếng võ cơ bản đã khiến cho Thà bị dính đòn liên tiếp trước sự chứng kiến của những người binh nhất. Thà bị thua liên tục và không thể tấn công vào bất cứ nơi nào của Đô. Thà bị dính đòn liên tục nên bầm tím rất nhiều vết trên cơ thể và bị thua đau trước mặt những người binh nhất đã làm cho Thà mất mặt. Từ đó, Thà bắt đầu thù hận, tìm cách trả thù. Thà bàn với 7 binh nhất phải ra tay hành động đánh chết Đô. Tội lỗi đâu Thà sẽ chịu trách nhiệm. Thà cũng nói cho 7 binh nhất biết là Thà có chú và bác ruột làm đại tá, có ông làm trung tướng, nên nghĩ rằng nếu có đánh chết binh nhì Trần Đức Đô thì cũng không sao vì đã có người chống lưng. Binh nhì Trần Đức Đô chỉ là thanh niên mới lớn, chưa hiểu sự đời. Đô tưởng đội trưởng Nguyễn Xuân Thà thi đấu thật với mình theo cách quân tử trên võ đài. Đô không biết được Thà đang tìm cách tiêu diệt mình. Trong suốt 2 năm qua, Thà đã ra tay trà đạp đánh đập rất nhiều tân binh mới, tất cả đều phải khuất phục và nhẫn nhịn Thà. Thà luôn hống hách, cậy có chú bác và ông làm to nên thích đấm đá ai cũng được. Tất cả phải cam chịu và nếu đụng đến Thà chỉ có con đường chết. Vào sáng thứ 6 ngày 25 tháng 6, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà đã lên kế hoạch với 7 binh nhất cùng nhập ngũ với Thà vào năm 2019. Khi đó 4 binh nhì là bạn của Đô biết chuyện nhưng không ai dám nói trong lúc huấn luyện ngoài thao trường vì sợ liên lụy tới bản thân. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, một người bạn cùng nhập ngũ với Đô trong lúc tắm giặt buổi chiều trước khi ăn cơm đã tranh thủ nói nhỏ cho Đô biết về kế hoạch của tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà cùng 7 binh nhất sẽ đánh Đô vào chiều ngày mai. Sau khi Đô biết việc chẳng lành sắp đến với mình nên đã mượn máy của bạn bè, nhắn tin gọi về báo cho gia đình biết nhưng không ai dám cho Đô mượn. Vì biết rằng Thà sẽ ra tay hành động mặc dù trước đó Đô đã gọi về cho dì, tức là em gái của mẹ Đô, là cháu bị tiểu đội trưởng đánh như dì đã cung cấp thông tin trước đó trong buổi tang lễ. Trước ngày 25, cháu tôi có gọi điện về cho tôi chỉ 30 giây thôi, cháu bảo là chỉ huy hay đánh cháu đấy. Trong khi ăn cơm tối xong, Đô trở về phòng sinh hoạt tập thể, tranh thủ viết thư thông báo cho gia đình biết tin. Sau khi viết xong khoảng 1 tiếng, tức 17 giờ, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà cùng 7 binh nhất tiến vào phòng trước sự chứng kiến của 4 binh nhì là bạn mới nhập ngũ của Đô chung phòng. Tất cả đều chứng kiến, Thà kêu 7 binh nhất đã giữ Đô để cho Thà khám ba lô, xét trong ba lô có 4 lá thư của Đô, trong đó có 3 lá thư đã cũ, một lá thư mới viết. Ngay lập tức, Thà mở hết tất cả các lá thư đọc nội dung xem Đô viết gì về mình không. 3 lá thư cũ của Đô đều kể về nỗi nhớ nhà, cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội, có thêm các đồng đội mới. 3 lá thư này Thà đã trả lại cho Đô vì không có nội dung liên quan tới mình. Chỉ có lá thư thứ 4 mới viết khiến Thà hết sức giận dữ vì Đô kể về chuyện đã thi đấu võ thuật với tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà, nhưng tiểu đội trưởng ấy rất yếu kém về võ thuật, bị thua lại còn lập mưu để đánh hội đồng, có ý trả thù, không cho Đô ngóc đầu lên được. Tiểu đội trưởng có chú, bác ruột và ông đều làm trong quân khu 1, thường xuyên bắt nạt các binh nhì mới nhập ngũ, vì thế Đô muốn chuyển sang tiểu đội khác. Nếu không được thì phải đào ngũ, chấp nhận đi tù còn hơn bị trù dập và đánh hội đồng. Sau khi đọc đến đây, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà đã không kiểm soát được hành vi của mình, lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên tiếp vào người Đô, sau đó rút bật lửa ra đốt thư trước mặt các binh nhì, tuyên bố bất cứ thằng nào hé răng vụ việc này ngày hôm nay sẽ trả một cái giá rất đắt. Đô và 4 binh nhì không ai dám nói dù chỉ một câu. Sau đó Thà và 7 binh nhất yêu cầu Đô và 4 binh nhì tắt điện đi ngủ để sáng mai ra thao trường tập luyện. Nếu thằng nào bật đèn sáng viết thư hay là bật điện thoại nhắn tin cho gia đình thì đừng có trách tao không nương tay. Sau đó Thà cùng 7 binh nhất rời khỏi phòng, đi đến phòng riêng của Thà bàn việc ngày mai sẽ tiến hành trả đũa Đô ngoài thao trường. Tính từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, suốt 4 ngày ròng rã, Đô đã bị Thà và 7 binh nhất thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngoài thao trường. Đây là những ngày dài nhất đối với cuộc đời của Đô, khi sống không bằng chết, nước mắt tràn cơm, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Và ngay cả đại tá Nguyễn Xuân Lân là đội trưởng tiểu đoàn 4 trực tiếp chỉ huy, cũng là chú ruột của tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà, vì thế Đô báo cáo được với ai khi tứ bề thọ địch bủa vây. Khoảng 13 giờ chiều ngày 28 tháng 6, Đô bị tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà cùng 7 binh nhất tiếp tục đánh, khiến Đô uất ức đã chống lại.
Thành ngữ Việt Nam có câu, con giun xéo lắm cũng phải quằn. Do đâu có vóc dáng to cao, lại được ông dạy võ từ nhỏ nên đã đánh gục thà cùng bảy binh nhất, thu đao rút lui. Tưởng mọi việc đã giải quyết xong và không dám tiếp tục bắt nạt Đô, không ngờ khoảng 30 phút sau, thà cùng bảy binh nhất cầm gậy dài khoảng 1 mét kéo đến, đập thẳng vào đầu khiến cho binh nhì Trần Đức Đô loạn choạng. Thấy Đô mất kiểm soát, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà cùng bảy binh nhất lao vào đánh không thương tiếc khắp mọi nơi trên cơ thể của binh nhì Trần Đức Đô cho đến khi Đô nằm im không còn cử động mới thôi. Đây chính là nguyên nhân lý do dẫn đến cơ thể bên ngoài của Trần Đức Đô có rất nhiều vết bầm tím như trong hình ảnh mà người thân của gia đình Đô cung cấp trên cộng đồng mạng xã hội. Sau khi tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà và bảy binh nhất phát hiện Đô nằm im bất động, Thà vội vàng báo tin cho chú ruột là đại tá Nguyễn Xuân Luân, chỉ huy tiểu đoàn 4 đến kiểm tra tình hình thì thấy Đô đã tắt thở. Trước sự việc này, đại tá Nguyễn Xuân Luân gọi điện báo tin cho anh trai mình là đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, tìm cách giải quyết vấn đề. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn báo tin ngay cho chú họ đằng ngoại là trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1, để đưa binh nhì Trần Đức Đô đi cấp cứu. Việc đưa đến bệnh viện chỉ mang tính hình thức để tất cả bày mưu tính kế chạy tội cho cháu ruột là tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà và bảy binh nhất là thủ phạm gây ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay sau khi gia đình nhận được xác Đô về, tất cả những người này có mặt ở gia đình Đô đã khuyên gia đình hãy khẩn trương đưa Đô đi mai táng như cách mà gia đình Đô đã công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng. Vì thế, bác ruột của tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà chính là đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, vội vàng công bố về cái chết của Đô. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 cho biết, ngày 26 tháng 6, Đô cùng đồng đội ra thao trường học khóa huấn luyện đúng 10 ngày, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 6. Đô ở bộ phận mang nước ra thao trường khi đang chuẩn bị vào huấn luyện, Đô kêu đau bụng xin ra ngoài đi vệ sinh. Khoảng 20 phút sau không thấy Đô quay trở lại, đại đội trưởng cử một chính trị viên đại đội cùng hai chiến sĩ khác đi tìm thì phát hiện được Đô đang ở trong trạng thái treo cổ trên cây phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện đơn vị khoảng 50 mét. Đô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh viện thông báo Đô đã tử vong. Đô là quân nhân tốt, được chọn đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng và mới về trường quân sự quân khu 1 được hơn một tuần. Đơn vị này cho hay Đô không có mâu thuẫn với đồng đội, biểu hiện tâm lý bình thường. Trả lời VTC News, ông Trần Đức Hội sinh năm 1980 là bố của nạn nhân nói: "Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6, tôi nhận được điện thoại của người tự xưng là thủ trưởng của con trai tôi báo về cho gia đình tôi là cháu bị đột quỵ tại thao trường. 10 phút sau họ gọi lại và bảo con tôi đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên nên gia đình tôi đã tức tốc chạy lên đó. Đi khoảng nửa đường thì nhận được điện thoại nói: "Con tôi có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử, khiến chúng tôi rất hoang mang." Khi gia đình đến nơi thì những người trong quân đội không cho gặp ngay mà cứ đưa đi vòng vèo. Khi thấy thi thể của con tôi thì cháu đã lạnh cóng, cứng đờ, tím ngắt. Trong khi đó trao đổi với Vietnamnet, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1 Bộ Quốc phòng khẳng định: "Theo đánh giá ban đầu không có việc đánh nhau dẫn tới tử vong. Chúng tôi mong muốn có kết quả điều tra sớm để cung cấp thêm thông tin phản hồi, nhìn nhận vụ việc một cách khách quan." Trung tướng Thông chia sẻ. Mọi người nghĩ sao về thông tin này? Có thật hay không các anh chị? Nhớ cho anh chị xin lời bình luận nha.